Suy tư về em, tâm sự riêng với màn đêm. Phải chăng giờ đây, khi tình yêu vốn càng lâu thì người ta chẳng hiểu sao trái tim giờ hời hợt như bóng mây. Đợi ai, đợi mãi giờ làm gì? Giá như người đi mang cả theo phút biệt ly, để anh và em không buồn thêm cứ lặng lẽ đưa bàn tay gật khóe mi lau đi những giọt nước mắt đáng thương. Tại sao mọi thứ lại thế này? Lời nói chia tay sao thật khó, vì còn yêu gió heo mây anh bật khóc. Lời đừng lo, phải chăng là vì điều đó, là vì yêu người ta sẽ chẳng dễ buông ai cả đâu. Nhìn thấy ai nỗi đau càng thấu, lại càng sâu, hết yêu nhưng chẳng thể nói. Là vì đau, giá như có phép màu đó đưa ta về, về với những tháng năm khi